cũng như đội tuyển nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha mới có lần đầu tiên tham dự World Cup. Đại diện châu Âu xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA, tức cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam 11 bậc. Đối thủ chính của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở World Cup nữ 2023 là Mỹ và Hà Lan. Thế nhưng, cầu thủ Kero Costa vẫn dành sự tôn trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Khi được đề nghị so sánh hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Mỹ, hậu vệ đang khoác áo Benfica cho biết: "Chúng tôi gặp Mỹ hay Việt Nam đều giống nhau. Mục tiêu của toàn đội là giành 3 điểm. Tất nhiên, trình độ của hai đội bóng này khác nhau nhưng chúng tôi có cùng mục tiêu là chiến đấu và giành chiến thắng. Dù vậy, chúng tôi vẫn tôn trọng bất kỳ đội bóng nào, dù đó là đội tuyển nữ Việt Nam hay Mỹ." Kero Costa cũng đề cập riêng về đối thủ Hà Lan: "Chúng tôi từng thua 2-3 trước Hà Lan. Đó là trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Bồ Đào Nha đã bị thủng lưới từ quá sớm và sau đó nỗ lực gượng dậy. Tôi tin toàn đội đã rút kinh nghiệm sau trận thua đó và không muốn điều đó lặp lại ở World Cup. Chúng tôi cần phải nhập cuộc tập trung hơn và sẵn sàng ngay từ những phút đầu tiên." Nói về mục tiêu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Kero Costa cho biết: "Chúng tôi phải bước vào từng trận đấu với khí thế mới. Bồ Đào Nha tôn trọng mọi đối thủ và tôn trọng chính mình. Chúng tôi là tập thể đoàn kết, làm việc cùng nhau và tập trung vì mục tiêu lớn. Tôi không đặt mục tiêu cụ thể. Chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận đấu." Kero Costa cho rằng điểm mạnh của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha nằm ở sự đoàn kết. Cô nói thêm: "Chúng tôi là tập thể đoàn kết, toàn đội cạnh tranh và nỗ lực vươn lên. Bồ Đào Nha luôn muốn vượt qua chính mình trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù trong đội hình Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhưng với tư cách là một đội, chúng tôi nổi bật hơn. Tôi nghĩ đó là điểm mạnh nhất của Bồ Đào Nha." Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ ra quân ở World Cup gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 22 tháng 7. Tiếp đó, họ sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 và đối đầu với Mỹ vào ngày 1 tháng 8.